Đó, dăm bự tí xíu nè. Bên kia bên đây nè. Làm sao nè. Mình cản cản cái tay này. Bên này nó bị đen, nó bị nấm móng nha. Bên này nó bị nấm móng nhẹ. Đau chưa? Đau có quyền la nghe không? Nó bị nấm móng bên nó đen á, nấm móng nhẹ. Đừng la nghe con, nếu mẹ làm ăn hại con. Hết đau chưa? Đây hết đau chưa? Bên đây còn đau không? Thì được ha. Bình thường là đau bên đâu? Không, mẹ không có đau gì. Đau gì? Đỡ chân đi. Đỡ chân đi, hồi xin vệ sinh lại cho. Bên đây thì có đau không? Đây có đau không? Bên đây. Nhưng mà giờ muộn rồi, không đau cũng lấy nữa. Vô tới trong này rồi. Ừ. Phải có bệnh thôi. Đi vô đây khám bệnh là sẽ có bệnh. Đó cái tay tay thôi. Xe đi. Chiếc xe còn ướt không nha, chiếc xe hôm bị mưa dột á. Có bị ướt không nha. Ổ điện lên nằm dưới đất á phải không? Ui là trời vậy hả? Cẩn thận nha. Ôi. Đem ra phơi nắng. Đau em ơi, có đau là kêu em chứ đừng vô đây mà mắc cỡ không đau nha. Cũng khé dữ dội dội đây. Sâu sâu nhưng mà
mà thử, bị một bên à, chắc là quen đi nghiêng bên nó bị một bên bên nhiều bên ít. Không dễ gì, nó thấy lạ lạ, nó khái dữ trời. Mở mở bên đây nó sâu. Lên nữa. Mình mở lên đây cho hấp dẫn. Còn xíu nữa thôi. Rồi mình đi con. Đau quá là kêu em nghe chị ơi. Con mở bốn cái đèn lên bên đó lên mình cháy đi con. Đó cái công tắc ở ngoài này nè con. Con mở lên mình cháy đi.
Đào có quyền lan nha chị ơi, đào quá là tớp lại liền nha chị. Thả lỏng cho em tí xíu chị, thả lỏng cho em nha. Ừ, đúng rồi đúng rồi đúng rồi, không được chọn vẫn được nha. Rồi chơi cái đó ngồi lâu các bạn. Rồi qua cái phép sinh. Đổi chân cho em nè, cho em nè chị. Chân này là sẽ la làng đây. Để em ôm khách lại. Em nên ôm khách lại. Mấy đăng này chắc con nghỉ quá, cắt da đi con ôm khách lại dùm gì đi con. Sợ. Cái này nó mất cái góc móng luôn rồi chị ơi. Có mũ xinh dữ bong bóng nào mấy mũ luôn mấy chân mấy chân hãy đăng một cái quý chúa cha mà ơi. Cái sao nó khó chỗ là nó có cái móng bột nữa nè.
Ừ con. Để ăn xíu, để ăn xíu chị ơi. Nhỏ rồi, cái lên chịu. Ê, ê, nó mờ. Sợ nó bú vậy. Nó có mũ. Nó giật. Ừ. Gán chịu chứ, gán chịu. Lỡ leo lên lưng cọp thì gán chịu. Không, em lấy cái này về là nó sẽ đỡ hơn. Đã sẹp liền, đã sưng liền. Thả lỏng xíu cho em một xíu nè chị. Dạ đúng rồi, gán cho em một xíu nha chị ơi. Lỏng hết nổi. Lỏng hết nổi. Nó còn dưới này. Em không lỏng nổi. Đà quá à. Đà dữ nè. Em biết mà, mấy cái chỗ này thịt non mà chị. Nó sưng lên chà bá. Mụn dừa nó la dùm. Ý nó chờ tao thúi đó. Không phải. Mấy bữa hổm giờ giống như mấy cha này nó có em sợ là xỉu hết à. Nó lò cục thịt ở chỗ này ra quá. Miếng ở chỗ này nữa là được đó chị. Gán cho em tí chỗ này nữa thôi. Khách đây. Chịu đau hay quá. Trời đau dữ lắm chứ con. Đã sắp xỉu rồi. Đau quá. Được rồi, cái ổn nhiều rồi đó. Tại vì nó dụng dụng, nó mất cái gốc á. thở cái nhẹ nhàng đi mọi người ơi. Ôi ừ.